Sáng hôm nay Giác Nhàn thân hành lên chung lạy với đại chúng và tỉnh thất phát trực tiếp trên toàn thế giới, các Phật tử ở nước ngoài cũng như là ở Hà Nội, Sài Gòn. Ở Hà Nội thì có cô Nga, rồi cô Bích làm ở VTV1. Và một số Phật tử cũng khá đông ở Hà Nội được lại trực tuyến. Và quý Phật tử ở Sài Gòn cũng khá đông, như cô Giáng Hương 65 tuổi rồi mà cũng đến trước bàn Phật. Có những người có laptop hoặc là cái iPad hoặc cái TV họ cũng lại được. Ở Đà Nẵng cũng có một số người để lại. Coi như sáng hôm nay thực sự Giới Nhàn rất là hoan hỷ vì thành tựu được một cái phương cách lạy mà người chủ sám cũng như là người chúng để lạy không có phải tốn sức nhiều. Đây là cái phương cách mà phối hợp giữa cái đĩa lễ vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm và đĩa ở bên Mỹ. Ở Đại Tùng Lâm khi chúng tôi lạy Thầy Tánh Việt qua thì thấy nó thiếu 10 lạy. Vì nhìn vô từng lạy mà 500 lạy nó hoa mắt. Và lúc đó không có nghe đến Tổ sư Ấn Quang nhắc, vì trong Gia Ngôn Lục ít có nói về cái việc tổng khí. Khí là cái hơi thở, nếu không biết vận hành và tu mà dùng cái khí lực nhiều quá thì nó bị tổn thương cái khí lực. Mà bệnh tổn khí thì rất dễ bệnh mà rất khó chữa, rất lâu hết. Vậy cho nên thành ra cái lúc ở Đại Tùng Lâm thì tổ chức đến lần thứ 12 thì chúng tôi đuối. Vì cái lượng người nó lên đến 50-60 ngàn người và cái sự mà đông đảo nó phức tạp, giật dọc tiền bạc, dây chuyền họ làm quá. Thứ hai nữa đó là cái khí hậu quá nóng mà chúng tôi giảng xong rồi bắt đầu không nghỉ ngơi gì được hết. Chỉ nằm đó thôi chứ cũng không ngủ được mà sáng lại luôn, thì khi đọc 500 danh hiệu đó thì nó đuối. Như hồi sáng thì không thành vấn đề đọc Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, nhưng mà vào tầm khoảng 50 mấy lạy đó thì nó hơi hụt hơi một chút, bởi vì micro nó hút cái hơi á, nó hơi hụt hơi một chút, bắt đầu phải vận hành lấy hơi sâu hơn nữa. Chứ còn không thì nếu không biết là gục liền, chị không nổi, vì cái micro nó hút hơi và mình cứ đọc liên tục như vậy đó thì nó mệt. Nhưng mà sáng thì coi như là trơn tru khỏe re, không có cái gì trở ngại. Thì về sau đó thì chúng tôi sẽ làm cái âm thanh giữa cái lạy trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm với cái âm thanh hồi sáng chúng tôi tụng á, ghép chung vô là một. Thì cái lúc lạy 500 lạy thì mở cái file này ra, chúng tôi khỏi phải cầm micro nữa. Đại chúng không cầm micro nữa và đại chúng cứ niệm theo rất khỏe. Lỡ mình có mệt quá thì im lặng, hít thở sâu, lắng nghe 5 phút hết mệt. Thay vì ngồi xuống là hết mệt thôi. Sáng có một cô ở Đà Nẵng, cô dậy cô lạy đến khoảng 1 tiếng mấy xong là cô mệt, không cách nào lạy nổi. Và cô im lặng, cô ngồi 5 phút sau khỏe, cô lạy xuyên suốt luôn được. Sáng thì chúng tôi có dặn là khi mệt đừng niệm ra tiếng. Bởi vì mệt đó là cái khí lực của mình nó hao tổn và chưa có bắt nhịp được với cái thân của mình, với cái hơi thở, nó chưa có làm quen được. Chứ đúng ra cái cách lạy này thì cái nhịp, cái tốc độ nó không phải là để cái thân nó mệt, không đến nỗi mệt. Nhưng mà do cái khí lực của mình không đủ, mình không biết cách vận hành hít vô, chứ lúc đó mình im lặng, mình hít sâu và mình im lặng không niệm ra tiếng thì hết mệt liền. Bây giờ cái lắng nghe và mình vận hành thân thể lại đều đặn thì cách này là nó thu cái khí lực và cái hơi thở mình nó sẽ hồi phục lại rất nhanh. Khi ngồi xuống nhiều lúc nó mệt, nó buồn ngủ và nó chán, nó muốn nó bỏ đi ra liền. Cho nên cái đây là cái kinh nghiệm để 19 tháng 11, 19 tháng 12 âm lịch. 19 tháng 12 âm lịch đó là ngày tất niên cuối năm của tỉnh thất mình, và về sau đó thì chúng tôi sẽ không lên đây lạy với đại chúng mà chúng tôi lạy ở dưới đó. Và cái máy thế chúng tôi có âm thanh cũng chúng tôi y chang như chúng tôi ở trên này. Bởi vì mỗi lần buổi sáng muốn lên thì 11 giờ khi phải thức à. Như sáng hôm nay phải 1 giờ khi thức à. Chuẩn bị thủ tục mọi thứ xong rồi lên trên này thì cái thời gian nó mất nhiều quá.
Chứ ở dưới đó đợt sâu thì 3 giờ chúng ta lại đến 6 rưỡi, 7 giờ ăn cơm bình thường, 8 rưỡi phóng sanh bình thường luôn. Đợt sâu thì 8 rưỡi phóng sanh chúng tôi sẽ giảng trực tiếp ở dưới đó, và thời gian không có chuẩn bị nó nhiều như vậy, và cái thời gian chúng tôi có để nó nghỉ ngơi. Chứ còn nếu mà hàng tháng mà tháng nào 19 cũng lên lạy chung quý vị mà không có kẹp chung cái âm thanh trong máy để mà mình nghiên cứu ra cái cầm micro như vậy mà giảng như vậy thì không có sức nào chịu nổi. Không sức nào chịu nổi. Bây giờ quý vị chỉ ngồi lắng nghe thôi, đâu có mệt phải không? Bắt đầu thu vô phải không? Khỏe phải không? Ở đây hồi sáng cầm micro nó hút hơi tiếp liên tiếp 2 tiếng, 3 tiếng 27 phút, gần như là 3 tiếng rưỡi, bây giờ tiếp tục ra hơi nữa. Nếu mà cứ nhiều lần như vậy thì tổn khí. Tuy rằng lợi người nhưng mà tổn hại mình, không được, không được làm chuyện này. Lợi mình phải lợi người phải không tổn hại mình thì được. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc thâm thúy tổ sư nói. Có những người họ buông thân, họ đi cúng, họ đi giảng, họ đi làm tất cả Phật sự mà họ quên sức khỏe, quên hàm dưỡng, lâu ngày rớt. Rớt nghĩa là gì? Thân thể thì bệnh hoạn, tâm linh thì khiếp nhược, không có cái sự an lạc từ nội tâm, và làm thời gian bắt đầu gì? Biến chất của con người tu thành một con người phàm phu tục tử. Lúc này là vứt đi không xài được nữa. Ai cũng vậy chứ không phải các vị tu sĩ. Cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy, lắng nghe cho kỹ, phải hàm dưỡng 20-30 năm trở thành pháp khí, thì đem cái pháp khí của con người này mới giúp cho người khác trở thành pháp khí được. Vậy cho nên thành ra cái niềm vui quý vị không biết như thế nào, nhưng mà riêng đối với chúng tôi thì ưu tư từ khi bên Mỹ về đến bây giờ gần 4 năm, và từ khi đi Mỹ mất 2 năm nữa là coi như là 5 đến 6 năm bỏ lễ vía Quan Âm và không dám lạy, không lạy nổi, vì bắt đầu lớn tuổi lên và chưa kịp đứng lên là đã xướng lễ Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Hải Chiều Âm. Hồi sáng nghe Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Hải Chiều Âm là lúc nào mà nghe Hải Chiều Âm là thấy gần hết rồi đó, là đến Đức Trọng rồi, gần tới Tịnh Thất rồi đó, gần xong rồi đó. Thì chúng tôi thông báo để cho mọi người biết rằng nếu cái cách lễ này mỗi buổi sáng lạy 100 lạy thì khỏi cần phải bỏ cái file mà như hôm nay kẹp cái tiếng của chúng tôi, thầy Thiện hoặc thầy Thành hoặc một số các thầy như thầy Phiên đọc theo thì không là gì, không mệt, không đến nỗi và có cái tiếng của quý thầy. Nhưng 500 lạy thì phải lấy cái tiếng Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cổ chúng tôi hồi sáng thâu vô, mở xuyên suốt luôn thì nó mới là khỏe. Khỏe cho chúng tôi mà khỏe cho quý vị luôn. Đó là cái cách chúng tôi làm như thế. Và cái niềm vui mà kết hợp được cái cách lạy mà lấy những cái file bên Mỹ với lại bên Đại Tùng Lâm phối hợp nhau để mà cho quý vị lạy, thì hồi sáng nó có những cái kẽn nó xen vô cái tiếng thì thôi cái đó phải chịu thôi. Không đáng kể, không sao, cũng không phân tâm lắm. Tiếng kẽn thì cũng vô hại, không thể nào làm thêm được nữa. Cứ như vậy mà lạy là ổn. Thì chúng tôi cho lạy trước một tháng là thầy Thiện lạy. Thì trước một tháng lạy đó thì có kèm thêm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Quý vị niệm lỗi chổi có lớn có nhỏ ở trong đó thì nó không có uyển chuyển, nó không có hay bằng bây giờ đúng không? Như hôm nay là cái âm thanh của chúng tôi và cắt đi cái tiếng niệm ở trong máy đi, nó uyển chuyển rất là nhịp nhàng. Nhưng mà có cái điều là xuống nó hơi lỗi chổi, xuống nhanh quá mệt. Nhất là thầy Viễn xuống nhanh quá. Đừng có xuống nhanh, xuống vừa phải và từ từ không nôn nóng cho đều đặn. Người ở sau nhìn ở trước, người ở sau nữa nhìn ở trước nữa. Cứ nhìn lầm thấy làm sao mà từ trên nghe Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là mình xuống từ từ. Là nghe cái beng mình lạy xuống, nghe cái beng mình lên. Mà cái hành động từ từ đó nó làm mình không có nôn nóng, không có mệt. Cho nên từ hôm nay mãi mãi về sau cứ ngày 19 là lạy. Quý thầy lạy rất tốt, Phật tử lạy rất tốt. Ai mệt thì ngồi xuống đó mà chịu khó mà lạy mà nín im lặng, đừng có ra tiếng thì nó không đến nỗi mệt lắm đâu. Thì đó là cái quy định của chúng tôi theo cái thời khóa hàng tháng ngày 19 lạy 500 lạy. Nhưng nếu về sau mà lỡ đông á, người ta biết bắt đầu là cái tình trạng hai chánh điện tràn ra ngoài đông thì phải phát phiếu. Đúng 1000 không thể cho hơn được. Cái điều này chúng tôi muốn cho lễ từ 19 tháng 6 nhưng mà bị dịch Covid xong rồi ngưng lại.
Đến hôm nay thì coi như là khỏe, khỏi ai bị áp lực. Nếu thầy tánh mà lên sướng nhất tâm định lễ Nam Mô Cổ Phật thì hiện cho đến hết thì bây giờ thì có thể làm nổi, mà tương lai về sau thầy lớn tuổi hoặc giả nhiều lúc trong cơ thể mình có sự đột biến thì ngã gục nửa chừng, hoặc giả là giam người khác nó lỗi chổi liền. Cho nên máy thì chỉ có cúp điện, mà cúp điện mình có sẵn cái máy nổ rồi, cho nên thầy đã yên tâm cái chuyện mà phát trực tiếp. Và hơn thế nữa thì cái việc mà lễ Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì gần như là chúng tôi y cứ trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Vì Tổ sư Ấn Quang nói là người niệm Phật cần niệm kèm thêm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà Ngài nói nhất là đảnh lễ. Thì cái sự mà đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm á, thì nó dễ tương thông hơn. Thì trong tất cả các cách đi kinh hành, ngồi và đảnh lễ, thì cái cách đảnh lễ thì dễ cảm thông nhất. Theo như trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói, lễ là dễ cảm thông nhất. Vì sao vậy? Bởi vì thân của mình thì cung kính chắp tay, tâm của mình thì lắng nghe danh hiệu Bồ Tát, và từ tâm khởi lên niệm, thoát ra miệng, lọt vào tai, coi như là cả thân tâm đều cung kính đảnh lễ thì dễ cảm thông nhất. Có người hỏi Ngài đó thì ngồi nhiều hoặc đi nhiều ít lễ và không lễ được không? Ngài nói ông bỏ cái gì thì được, chứ đừng có bỏ lễ Phật, đừng có bỏ lễ Bồ Tát, không nên. Lễ Phật làm chủ lực. Cho nên công khóa hôm nay chúng tôi đưa ra vẫn là lễ Phật nhiều, lễ Bồ Tát Quan Âm là chủ lực. Ngồi niệm Phật được công đức niệm Phật, nhưng không có công đức lễ Phật. 10 công đức lễ Phật có, 10 công đức niệm Phật có, 10 công đức niệm Phật lớn tiếng có. Cũng như là một chiếc xe, nếu mà nó chạy từ đây xuống dưới Sài Gòn, nó chỉ chạy không thôi, chỉ bằng nó chở thêm đồ đạc thêm nữa. Nghĩa là nếu mà mình chỉ có để cái tâm không không, không có niệm Phật, không lễ Phật gì hết, thì giống như chiếc xe không, nó chạy từ trên này chạy xuống dưới Sài Gòn. Cái điều này là họ thiền từ thiền tâm có ví dụ nè. Để cái tâm không không mà thực ra không lại phải là chân không, không phải là diệu hữu, không phải là tánh đức. Nó chỉ là không ngơ thôi, không có gì thôi, nó không vô ký, không thiện, không ác thôi. Chỉ bằng mình chở thêm mía gạo đồ đạc xuống cho người ta, nghĩa là cái tâm của mình không không đó, nó chưa trở về tánh không, thì mình niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm, trì thần chú, đại bi, tụng kinh, làm tất cả các điều phước thiện, giống như là tâm của mình nó chở thêm công đức, lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, như chiếc xe. Vậy thấy hợp lý không ạ? Hợp lý. Hòa Thượng Thiên Tâm nói rất hợp lý. Và nếu mà chở thêm, tức là niệm câu Phật hiệu là vô lượng công đức A Di Đà Phật, thâm tín là gia sung mãn, mà mình lễ Phật vô nữa thì công đức này nó cộng thêm 10 công đức lễ Phật. Chỗ này quý vị nghe qua thấy đơn giản, nhưng mà chúng tôi nói là bằng một cái tâm huyết. Một cái tâm huyết từ khi bắt đầu dỗ sư cô Liên Phương là chúng tôi dẹp cái pháp tòa này. Nhưng hôm nay thì ngồi thấp sợ quý vị không thấy, chúng tôi bưng xong rồi cũng dọn đi. Bây giờ chúng tôi muốn ẩn tu. Tuy nhiên hôm nay lên hướng dẫn đại chúng mà không có chia sẻ thì nhiều lúc mình có sự hành nhưng mà không có thông lý, cho nên thời gian bỏ cuộc. Một số người bỏ cuộc chuyện tu hành là không thông lý, và thông lý rồi mà không có thực hành, giống như là gì? Đếm món ăn mà không chịu ăn, cái bụng mình vẫn rỗng tuếch, vẫn trống không. Nhưng mà ăn hoài mà không biết món ăn đó là món ăn độc hại hay món ăn tốt, hay món ăn là không tốt, cho nên thành ra người không biết thì ăn coi chừng chúng độc, ngộ độc chết. Cho nên thành ra xử lý phải viên dung, hành giải phải tương tức. Đừng có ngủ nha, lắng nghe cho kỹ cái buổi nói chuyện chúng ta hôm nay. Quý vị thực sự vừa lạy xong cái từ trường 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nó đang được tồn động trong này nè. Quý vị ngồi, quý vị đang hưởng được cái từ trường ở đây. Và nghe chúng tôi nói nữa thì cái giây phút này để mình đi sâu vào trong nội tâm, để kết duyên với Bồ Tát Quan Âm cực kỳ là quan trọng trong giây phút này. Trước khi chúng tôi vô nói những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang đó, thì Thầy Tánh sẽ đọc chỉ có 2 trang thôi. Đọc 2 trang cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, để quý vị biết rằng là chúng tôi nói căn cứ nơi văn sao, Ngài vẫn đề xướng và bản thân Ngài vẫn trì thần chú đại bi và niệm Quan Âm. Chứ không phải là Ngài niệm Phật không mà bác bỏ trì chú. Một số người họ không thuộc chú đại bi, không có duyên để học thuộc,
Đọc vô là ngáp là ngủ và không có duyên để đọc. Đọc vô nó chướng ngại, nó phá, nó đủ kiểu, cho nên là họ bỏ. Họ bỏ xong rồi đi hỷ bán. Điều này có. Hôm trước chúng tôi nói về Đà Nẵng, có một số những người họ không thuộc chú Đại Bi, họ không có duyên thằng chú Đại Bi, thì ấm tỏ nó không có duyên thì họ không có tụng, đừng có ấm bài bác. Mà số người không tụng là bài bác, họ muốn mỗi người phải theo cái ý của họ. Họ là một câu A Di Đà Phật, không thêm hai chữ Nam Mô luôn. Và một những người họ tu thiền, họ kêu bỏ hết, không cần niệm gì hết, tâm là vô niệm rồi còn gì là niệm nữa. Mà tâm vô niệm, câu nói này là có hàng đẳng giác Bồ Tát mới là vô niệm. Mà vô niệm đó là vô niệm nơi chân tâm, đó là thể tánh. Còn vô niệm mình là vô ký, chứ không phải là vô niệm của chân tâm. Cái chỗ này là phải nhìn nhận cho kỹ những người tu thiền. Chứ chúng tôi cũng tu thiền, chúng tôi biết cái chỗ này. Giờ thầy tánh đọc hai mặt của một tờ A4 lời khai thị văn sao Ấn Tổ rồi chúng tôi sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ như vậy, con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sơn Quang Chích Châu Văn Sao. Xin cung kính cúng dường đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu Chích Văn Sao, tộc Biên Nguyễn Thượng. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mấy mấy gì. Hai, thư trả lời cư sĩ Dư Hữu Duy Chích Văn Sao Tục Biên Quyến Thường. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hay lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Ba, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên Chích Văn Sao Tam Biên Quyển 2. Ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gạo Đại Bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm Chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang Chùa Thái Bình thỉnh tăng trợ niệm, được Thầy Đức Sâm tặng gạo Đại Bi. Về đến nhà mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tốc đem nấu lấy nước uống, chấm vào lưỡi mẹ liền nói được. Theo đại chúng niệm Phật, lúc lâm chung lớn tiếng niệm được ba câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú Đại Bi gia trì hơn một vạn biến. 4. Thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập Chích Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 2. Do người ở quê địa trồng quất để bán, nếu có thể dùng lòng chí thành trì chú Đại Bi vào nước sạch 108 biến, rồi dùng nước ấy để tưới lên cây quất, vừa đi vừa niệm chú vừa tưới, dầu quất có sâu quyết cũng cho đến nỗi quá đáng. Nếu cực kỳ cung kính chí thành, sâu sẽ không sánh nữa. Nếu chẳng biết trì chú Đại Bi thì niệm chú Chung Đề hoặc chú Vãng Sanh hoặc Tâm Kinh đều được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, chỉ chí thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát một vạn tiếng. Trước hết cúng sẵn một chén nước sạch, niệm xong bèn đem tưới lên cây. Đem đi tưới thì vừa đi vừa niệm, đến chỗ trồng cây thì vừa đi vừa niệm vừa tưới. Nếu chịu hàng ngày thường niệm hoặc niệm chung quanh vườn cây, cây ấy nhất định xum xuê đắm trái. Người trong thế gian chẳng biết đạo, chỉ biết lời. Nếu có thể ý theo điều này, quốc chẳng sanh sâu bọ, xây quả thì ai nấy đều chịu niệm. Nếu có sâu có thể chẳng bắt, phải làm cho sâu đừng sanh sản, thì mới là cách giải quyết từ căn bản. Chữ sâu bọ đã sanh sôi mà chẳng bắt, chắc chắn sẽ không thể làm được. Phạm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dạy theo, nếu trái lòng người họ sẽ không theo. Ông hãy làm theo cách này trước, nếu thật sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng. Cả làng sẽ đều cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Đức Phật.
5. Thư gửi y sĩ Mã Tính Tiều, trích Văn Sao Tục Biên. Hỏi: như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm tín hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Hỏi: Vân đọc lời huấn dụ từ bi, thường là những lời tha thiết đến cùng cực, tạo phương tiện đến cùng cực, buồn khóc vì đi vào ngõ rẽ cả mấy năm, một hôm biết được đường tránh. Từ nay về sau, nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cho khắp chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Những điều mong mỏi khác dù tục hay chân, đều đã buông xuống. Quả thực chỉ có một phút này là có thể an thân lập mạng, tự lời lời tha, trên an ủi biên nguyện, báo đáp hồng ân, cầu xin bạn cho sự gia bị, thương hành, tinh tấn. Còn tính trong tháng tới hoặc trong tháng 8 sẽ lại không nói năng gì, tức là tịnh khẩu, thầm niệm thánh hiệu Quan Âm. Thời hạn ngắn hay dài sẽ tùy sức tùy duyên. Tất cả những nghi thức lễ niệm trong khi bế quan và các nghi vấn kính cẩn trình bày như sau đây, xin Thầy chỉ dạy, con sẽ cảm kích, tuân hành. Đáp: tâm thường nghĩ đến tu trì, bế quan hay không đều chẳng khẩn yếu cho lắm, nhưng phải nên viên thông, chớ nên chấp chích cứng, kẻo sẽ đến nỗi chẳng yên lòng, đâm ra vô ích. Đức Quan Âm từ bi rộng lớn, chắc chắn thể có cảm liền ứng, nhưng tâm chớ nên quá gấp rút, bộp chộp, mong được ứng ngay. Ví như trồng lúa, ngày hôm nay vừa gieo giống, liền mong thu hoạch ngay trong bữa nay, sẽ trở thành kẻ si. Cố nhiên, thầy ai cứ lòng niệm Bồ Tát thì sẽ liền được gia bị, nhưng cho nên có những quan niệm hẹp hòi mong cầu ấy, thì sẽ có lợi ích lớn lao vậy. Hiện nay đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước lửa, đau binh, đói kém, ung dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia đối đầu, vân vân, chí chịu, chí thành, khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp giữa hoa lành, gặp nạn thành hên. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Cái cách lập pháp của Tổ sư Ấn Quang là lập trên tâm phàm phu chúng sanh đang bị nghiệp chướng đầy bụng dạ, cần phải có thêm Bồ Tát Quan Thế Âm để hỗ trợ. Vì Đức Phật A Di Đà cũng cần phải có Bồ Tát Quan Âm để phụ tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy bọn phàm phu chúng ta không cần Bồ Tát Quan Âm thì không có lẽ này. Cái này văn sao Tổ sư Ấn Quang có nói. Một số những người họ vỗ ngực xưng tên cho ta đây là có thể tự lực, không cần Bồ Tát lực, Phật lực, pháp lực họ không cần. Hiện tại thì họ không cần, nhưng lúc lâm chung thì họ phải cần, vì nghiệp chướng đầy bụng dạ. Và lúc bây giờ không tiếp cận với cái nguyện lực và cái sự gia trì của Ngài thì lúc đó niềm tin không đủ. Vì vậy cho nên khi chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cung Kính Tâm, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cung Kính Tâm, đây là một cái danh từ pháp thân, hóa thân, ứng hóa thân của Ngài có trong cái danh hiệu này. Ngày nào mình cũng niệm, ngày nào mình cũng đọc đến và nghe đến cái danh hiệu của Ngài, cái đó là một pháp khí. Pháp khí tức là cái pháp này nó sẽ làm cho con người của mình bắt đầu chuyển phàm thành thánh, gọi là pháp khí. Rồi bắt đầu nó phá mê khai ngộ, và nó đi đến là lìa khổ, là ra khỏi ngũ trược này để sanh về Tây Phương Cực Lạc, lìa khổ được vui.
Về tới cực lạc là gọi là an vui cùng cực. Dĩ nhiên danh hiệu Phật Di Đà cũng có cái khả năng này, nhưng mà cái nguyện lực của Phật Di Đà là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương cực lạc. Cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm là giúp cho chúng sanh bớt khổ đau. Hai vị này phối hợp nhau, hai vị Phật và Bồ Tát này phối hợp nhau, và phối hợp thêm Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là dùng cái cách nhiếp trọn sáu căn. Tổ Ấn Quang nói nếu mà người tính tâm với Tây Phương cực lạc, phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, thì niệm Quan Âm lúc lâm chung, nếu đủ tín nguyện, nếu đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì 10 niệm vẫn được vãng sanh. Có nhiều người nói trong 48 lời nguyện không có nói rằng 10 niệm lúc lâm chung là niệm Quan Âm được vãng sanh, nhưng mà Ấn Tổ nói rằng hai vị này cùng làm một việc. Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm cùng làm một việc, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu hai vị là Phật A Di Đà ở Tây Phương và Đức Quan Âm Bồ Tát đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Ai thấy những người vãng sanh Tây Phương cực lạc thấy biết tin điều này, còn chúng sanh hàng phàm phu chúng ta không tin, không tin. Không tin có Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà, lời này không sai ngoa. Có Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ước cõi thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp bên Tây Phương cực lạc, có Bồ Tát Quan Thế Âm đứng phò tá phụ trợ. Ngài là tể tướng mà đứng đầu trong tể tướng, mà muốn gặp vua thì phải qua tể tướng. Cái điều này bữa chúng tôi mới nói thầy tánh soạn. Muốn gặp ông vua phải qua tể tướng. Muốn gặp Phật A Di Đà thì người này phải cần có Bồ Tát Quan Âm phù trợ hộ, coi như là hộ trì và gia hộ, để vượt qua những cái chướng nạn, vượt qua những cái con gia trái chủ nghiệp chướng, những cái trắc trở khó khăn vướng mắc ở trong cõi ta bà, đủ thứ vướng mắc hết trơn. Mà có nhiều người người ta niệm Phật A Di Đà, có người thành tựu được, mà một số người họ không thành tựu được cái sự cảm thông và cái sự gia trì nhiều là do gì? Do cái lòng tin với Phật Di Đà yếu kém, mà cái lòng tin với Đức Quan Âm Bồ Tát thì trong ở cõi này ai cũng có cái lòng tin, không phải đi theo đạo Phật cũng có lòng tin với điều này luôn. Đạo lương tức là lương ương lỡ dở, không có thờ gì hết, chỉ thờ ông bà hoặc không thờ ông bà mà gặp khổ cũng niệm Quan Âm luôn. Vì nhiều kinh sách trong kinh tạng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói, cho nên thành ra cái tính tâm với họ. Cho nên mình phổ biến về cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì công đức này bất khả tư nghị. Cho nên sáng hôm nay quý vị thấy là đơn giản phải không? Mà 500 danh hiệu khi đề sướng lên để lễ, giàu là mấy, nhưng mà con người ở tại đây họ thanh tịnh, thành kính, cung kính danh hiệu này, thì cảm thông với chư Phật hộ Bồ Tát và Long Thần Hộ Pháp đến đây gia trì. Mà nhà nào nếu mà đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm thì thường xuyên đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, tức thì Bồ Tát Quan Âm ứng hiện. Sứ sứ tỳ trung hữu huynh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm. Ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. Sứ sứ tỳ trung hữu minh nguyệt, và tâm tâm người nào cũng đều có thể cảm ứng được Bồ Tát Quan Âm. Vì sao không cảm ứng được? Lắng nghe chỗ này. Vì sao cầu, trong kinh thì nói rằng là cầu phú quý được phú quý. Chút nữa chúng tôi đọc cái đoạn này cho quý vị nghe. Cầu vợ hiền được vợ hiền, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ. Niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu trường thọ là cầu sống lâu, được sống lâu. Cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Vì sao mình cầu không được? Hôm nay chúng tôi đặt câu hỏi này, vì sao mình cầu không được và một số người lại cầu được? Và có lúc mình cầu được và có lúc mình cầu không được, vì sao? Thì Tổ sư Ấn Quang nói là tâm nguyện của Bồ Tát Quan Âm cứu khổ chúng sanh như ánh trăng trên trời, và từng chúng sanh giống như là ao nước, hồ nước, chén nước, một giọt nước cũng có ánh trăng trong đó. Và do vì sao trăng không soi vào trong nước? Vì do nước đục cho nên trăng không hiện vô được. Vì sao có thần lực của Bồ Tát Quan Âm, Ngài hiện 32 loại tỳ hình ứng hóa thân, 500 ứng hóa thân là hồi sáng mỗi danh hiệu là mỗi ứng hóa thân, và hiện tàu bè, núi rừng, hiện đủ mỗi loại luôn, chứ không phải là hiện những thân con người không, những thân hình không, như trong kinh Phổ Môn nói, tàu bè mà Ngài ứng hiện được luôn. Mà vì sao là mình không có cái sự cảm ứng đó?
Giống như ánh trăng có đó mà vì sao lại là cái chén nước đó hoặc cái hồ nước đó không thấy ánh trăng do nước đục. Bồ Tát Quan Âm có ứng hiện để cứu khổ chúng sanh, nhưng tâm chúng sanh không có tương ưng, không có thành kính, không có chuyên niệm, và tâm mình trái với tâm Bồ Tát. Miệng thì mình nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ, mà tâm của mình thì hung dữ độc ác, tâm của mình thì nghĩ sằng bậy, tâm của mình thì tham lam bổn sẻn. Cho nên nước đó là nước đục của tâm rồi đấy bạn. Tâm của bạn đó là nước đục đó. Niệm làm sao mà cái danh hiệu có công năng để chuyển được cái tâm vọng tưởng điên đảo sằng bậy xấu ác, thì tâm này sẽ tương ứng với tâm Bồ Tát, tức thì có sự cứu khổ. Đó là sự lý viên dung. Như vậy có nhiều người nói thôi tâm tôi thanh tịnh là được rồi chứ cần gì niệm. Tâm mình thanh tịnh được không? Dễ gì thanh tịnh đâu. Thanh tịnh được thì chỉ có các bậc thượng căn thượng trí, họ là Bồ Tát tái lai, cho nên Ngài mới nói rằng là gì? Bất lập văn tự giáo ngoại biệt triền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Chỉ có Bồ Tát Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Một số các vị Ngài là Bồ Tát ứng hiện thì Ngài truyền thừa về cái con đường đi vào chân tâm trực chỉ của thiền tông thì nói câu này được. Còn bọn phàm phu chúng ta nói câu này là gì? Là mượn để nói cho bản chất con người không phải là như vậy. Phàm phu vẫn là nghiệp lực đầy bụng dạ, tham sân si mạng nghi, ngũ độn sử và ngũ lợi sử, thâm kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đây là 10 cái kiết sử này nó sai sử con người để sanh ra vọng tưởng phân biệt và chấp trước khó trừ cực kỳ. Phải vào sơ quả mới đoạn được kiến hoặc, phải vào tứ quả mới đoạn được tư hoặc. Vọng tưởng nó từ nơi cái kiến hoặc và tư hoặc này nó mọc lên, chưa đoạn được nó, vậy mà kêu hết vọng tưởng. Ngộ tâm ngộ tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật rồi, nhưng chưa dứt trừ được 5 kiết sử của lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Ngộ tâm ngộ tánh tuy rằng bằng Phật, nhưng gì? Nhưng lúc mà đầu thai thì vẫn là mê đấy. Ấn Tổ hay ví dụ ngũ tổ giới, thảo đường thanh trong như chiếc. Ngộ tâm ngộ tánh rồi nhưng mà vẫn chưa dứt trừ được ngũ độn sử, ngũ lợi sử thì vẫn phải luân hồi. Còn người niệm Phật không còn phải dứt trừ ngũ lợi sử, ngũ độn sử, bởi vì họ không có khả năng dứt trừ, họ chỉ phục được nó thôi. Rồi họ đủ tín nguyện và lúc lâm chung câu niệm Phật ưu thế và đủ tín nguyện thiện căn phước đức thì họ về tới Tây Phương Cực Lạc. Khi hoa nở họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh thì họ chứng A-la-hán, là họ đã gì? Không còn sanh tử luân hồi. Cái con đường này nhanh hơn, cái cách này dễ hơn. Giờ này lắng nghe cho kỹ, chúng tôi là nói được những cái điều này cho quý vị là nó làm cho quý vị có hành trang kiên cố lắm đấy. Hãy lắng nghe cho kỹ đấy, chứ không bị người ta đánh lừa mình đó. Người ta lừa mình một cái một thôi à. Người ta nói tâm vô niệm mà còn gì niệm Phật nữa, tâm vô niệm mà còn gì trì chú đại bi, màu đầu mật thêm đầu, có đầu rồi còn mật thêm đầu. Họ dùng cái lý họ phá sự kinh lắm. Ấn Tổ nói tôi đi từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, đi khắp nơi, hầu như là những người họ chê bai tịnh độ, coi như là uế vật, và nói đến tịnh độ sợ dơ mồm dơ miệng đi, và chỉ cho người khác tịnh độ, thấy đi cho mình lại hèn kém đi, coi như là mất giá trị của con người tu tự lực đi. Thì Ấn Tổ nói nếu họ nghĩ như vậy thì họ thấy Bồ Tát Quan Âm còn phải niệm Phật, văn thù phải niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc ở bên cạnh Đức Phật Di Đà, như vậy là họ hơn Bồ Tát Quan Âm, văn thù, thiên tài đồng tử rồi đó. Lý luận của Ngài sâu sắc hay cực kỳ. Hôm nay các cụ mà nghe điều này mà hứng thú hoan hỷ và tin tưởng được danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là cái phao, là cái bè. Ngài nói trong đời hoạn nạn, bữa nay phải hoạn nạn không? Dịch bây giờ đang hoành hành ở dưới Sài Gòn nữa kìa, 2000 học sinh đang nghỉ kìa. Bây giờ bắt đầu là người dịch bệnh bắt đầu đang cách ly kìa. Năm này dịch bệnh nó dồn dập khắp nơi trên thế giới, lũ lụt nó dồn dập ở miền Trung. Vừa rồi thầy Nhượng Minh làm cái đĩa ký sự miền Trung, thầy đọc và mấy chú dựng lên cực kỳ hay. Chủ nhật này cho quý vị nghe qua là cảm động, nhìn thấy là rơi nước mắt liền. Chúng tôi kêu thầy làm mà thầy làm cái đĩa này, chúng tôi nhìn qua chúng tôi chịu không nổi. Bây giờ đích thân chúng tôi đi ra ngoài đó mới thấy màn trời chiếu đất của họ. Khổ quá phải không ạ? Từ đâu vậy? Từ không có kính tin đến tâm bảo.
từ sát hại sinh vật mà ra, tin không? Lời này là lời của Tổ Phật Bồ Tát nói hết, chứ không phải tự tôi chúng tôi dựng chuyện đâu. Ngay nơi gia đình của quý vị hiện tại bây giờ không bị cái bủ lũ lụt, đang ở tại trên là cao nguyên khô ráo mà trong nhà quá trời lộn xộn, cha mẹ nói con không nghe, chồng nghĩ một đường nói một đường, vợ làm một ngã, trong nhà chéo que. Gia đình chúng tôi hồi xưa là vậy đó, chịu không nổi với gia đình này, chúng tôi chịu không nổi với gia đình của chúng tôi nữa rồi, chúng tôi phải vụt để ra đi, chịu không nổi. Vì sao vậy? Bây giờ họ không học lời thánh hiền, không có duyên để học lời thánh hiền. Không phải mình chê cái gia đình, nói xấu gia đình của chúng tôi, ba mẹ chúng tôi, mà đây là nói là cái căn nguyên, căn cội là không gặp được thánh hiền. Mà gặp được thánh hiền nói rồi mà vẫn không áp dụng. Nãy giờ chúng tôi đang nói lời của Phật Tổ thánh hiền, áp dụng ngay. Về nhà là quyết định không ăn thịt chúng sanh nữa. Cái bếp của mình bây giờ là gì? Niệm đến danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Nếu miệng nào là niệm đến danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là công đức của Bồ Tát rồi, miệng nào là ăn thịt chúng sanh. Mình thấy miếng thịt là đơn giản phải không? Nhưng mà khi một con thú nó đang sống ngon lành như vậy, qua ngày mai thành một đống thịt, cung cấp cho ai? Cung cấp cho mấy cái lỗ miệng mấy người ăn chứ gì nữa. Không có cái lỗ miệng ăn vô thì người ta giết để làm gì? Đúng không? Quá rõ, quá đúng. Nhưng mà người ta thành thói quen, thành cái nghiệp lực ăn lâu ngày, thành thói quen là gọi là nghiệp thèm ăn thịt chúng sanh. Cho nên nói gì họ cũng không có thể làm được. Và lúc gặp nạn thì gì? Họ cầu cứu Bồ Tát, cầu sơ sơ. Ấn Tổ nói niệm dâm ba câu, niệm dâm ba câu. Không đủ đức tin mà kêu cần Bồ Tát gia hộ, trong khi đó vẫn ăn thịt chúng sanh, tâm vẫn xấu ác. Làm sao có sự cảm ứng? Nước đục rồi, giờ phải làm sao cho nước trong chứ? Nước trong tức là tâm mình phải như tâm thủy trong lặng, niệm Quan Âm Bồ Tát phải sửa đổi chứ. Cho nên mình thường tu tịnh độ, niệm Quan Âm hay bị những người khác trong đạo Phật của mình luôn á nghe, tu những pháp môn khác nói mình mê tín dị đoan, không thực tế. Cứ lên thất nhang mà cầu, tâm vẫn không thay đổi. Nếu mà cầu Bồ Tát Quan Âm, cầu gì được đó, nhưng với điều kiện tâm mình phải thay đổi. Trong này lý luận trong văn sao Ấn Tổ nói xử lý viên dung rất chặt chẽ, chứ không để người ta nói mình là kẻ mê tín đâu. Có nhiều người nói trời ơi làm cái gì mới 1-2 giờ khuya thức dậy lạy Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, lạy hì hục Bồ Tát trong tâm, chứ Bồ Tát ở đâu mà đọc mà lạy. Người này đang nói lý mà phá sự. Phật không nói vậy, ngoại đạo tà giáo nói vậy. Phật phải nói xử lý viên dung chứ, có cầu là có niệm chứ. Và có cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm là ai niệm đến danh hiệu của tôi là liền lì được khổ. Mà phải nhất tâm xưng niệm kìa. Nhất tâm xưng niệm, nhất tâm xưng niệm phải tha thiết cung kính, có thời gian 500 lạy mỗi tháng rồi mỗi ngày, rồi thường xuyên mình niệm. Chứ đâu mì ăn liền, chế nước vô gói mì tôm cái ăn liền vậy. Niệm cái cần được liền, cái tâm mình nó chưa trong lặng làm sao mà có sự cảm ứng. Nhưng Ấn Tổ nói người niệm ít có cảm ứng với ít, người niệm nhiều có cảm ứng nhiều, người niệm nhỏ có cảm ứng nhỏ, người niệm lớn có cảm ứng lớn. Và người thành tâm chí thành niệm thì sẽ có cảm ứng, chứ không không có người nào không niệm mà không có cảm ứng. Chỉ trường hợp người ta niệm ngoài miệng và tâm họ thực sự không có Bồ Tát và không nghĩ sửa sai thì tâm này bị ngăn cách. Trái ngược, tần số này bị lệch rồi, bấm không vô nữa. Như vậy danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm mà mười phương chư Phật tán thán, và trong kinh Phẩm Phổ Môn đó là niệm lễ kính cúng dường Bồ Tát Quan Âm bằng 62 ức các hàng Bồ Tát khác. Vì sao vậy? Bởi vì cái nhân địa của Bồ Tát Quan Âm tu hành quá thù thắng, cái phước báu công đức của Ngài là bất khả tư nghị, Đức Phật A Di Đà cũng phải tán thán, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải tán thán. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang dùng danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ngài nói con niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng được không? Thì Tổ sư Ấn Quang nói là lúc mà thân nhân của người mất thì tụng 49 ngày hoặc là tụng 100 ngày, hoặc giả là tụng trong một thất gì đó thì tụng kinh Địa Tạng niệm đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, để những người oan gia trái chủ ở địa ngục buông tha thân nhân của chúng ta. Tuy nhiên niệm Quan Âm Bồ Tát công đức vẫn gì, vẫn bằng hoặc hơn Bồ Tát Địa Tạng. Và nó có một cái công dụng niệm Quan Âm Bồ Tát, đó là khi muốn nguyện vãng sanh thì Bồ Tát Quan Âm vẫn đưa mình về Tây Phương Cực Lạc.
Cho nên Ngài vẫn chú trọng đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, và Ngài thường xuyên niệm danh hiệu. Và trong lá thư trả lời khắp, Ngài nói niệm 10.000 câu danh hiệu Phật thì phải là 5.000 câu danh hiệu Quan Âm. Nếu ai gặp nạn thì Quan Âm xuyên suốt luôn. Sáng tối thì có lễ Phật niệm Phật Di Đà, nhưng mà Quan Âm xuyên suốt luôn thì đỡ tốn sức. Nãy tánh mới đọc, nếu niệm Quan Âm xuyên suốt luôn, ngày đêm tha thiết mà niệm thì đỡ tốn sức, có cái sự giao thoa cảm ứng. Có một vị đó bị bệnh, bệnh khá nặng, cũng 4-5 năm trời, uống thuốc chữa bệnh các nơi thấy không có, chưa có hiệu quả lắm. Cuối cùng thành tâm trì đại bi niệm Quan Âm. Đêm hôm đó nằm mơ, cái giấc mơ khi thức dậy in rõ trong tâm, thấy Bồ Tát Quan Âm ứng hiện thành một bà già. Bà già ăn trầu và răng bà già đen lắm. Và khi cái người này đến gần bà già thì trong tâm người này thấy đây là Bồ Tát ứng hiện. Và trong đó có nhiều thuốc trong giỏ, bà già sóc lên, sóc đều lên hết. Và bà già ăn vô một miếng, xong rồi bà già mới đưa cho cái vị đó ăn vô nữa, nói ăn vô đi hết bệnh. Thì vị này ăn cái thuốc đó vô của bà già đưa, thì trong tâm của người này thấy đây là bà già nhưng là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện. Thì trong tâm người này có niệm Quan Âm Bồ Tát, cho nên cái cảnh trong mộng đó là trong tâm ứng hiện. Mà không phải nói là trong tâm ứng hiện không, không có bên ngoài đâu. Có cảm tức có ứng, có nội tức có ngoại, nội ngoại có sự tương thông. Thì ăn nhai xong rồi thức dậy thì quả nhiên bệnh lành. Bệnh tiểu đường, bệnh này bệnh nọ. Vì sao người này có hữu cầu vậy? Vì sao người này có cảm ứng vậy? Vì sao người này có Bồ Tát Quan Âm trong mộng vậy? Một số các vị hòa thượng được cho mấy viên thuốc nữa chứ, 12 viên thuốc. Ngài Tịnh Từ, Ngài có viết cuốn sách này. Vì sao người được vậy? Bây giờ tâm người này bắt đầu niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và có sự lợi tha, có sự thương người, có sự giúp người. Và tâm người này bắt đầu là họ chuyển tà thành chánh. Tâm của họ bắt đầu nghĩ lợi ích cho chúng sanh. Họ thành tâm niệm thì tâm này tương ưng, giống như hai tần số gặp nhau, có sự tương ưng. Cảm là cảm từ nơi cái tâm, nhưng cũng phải từ nơi cái miệng mà chí thành mà niệm, thân mà chí thành đảnh lễ. Sự lý nó phải viên dung. Và lắng nghe Tổ sư Ấn Quang nói nè, vì sao cuộc sống của chúng ta cầu mà không được? Có nhiều người trong cuộc sống chúng ta đây có ai không cầu không? Người bán giấy số cũng phải cầu bán cho hết giấy số đúng không? Để có tiền để sinh sống thôi. Người phụ nữ đang mang thai cũng muốn mẹ tròn con vuông sanh ra để ra được thôi. Ngài nhắc liên tục trong văn sao, Ngài nhắc liên tục có hai cái nạn lớn của đời con người mà người phụ nữ phải gặp hai cái nạn. Người nam thì chỉ có một thôi, vì nghiệp của người nam người ta nhẹ hơn người nữ. Người nữ nghiệp nặng quá cho nên thành ra phải mang nặng đẻ đau. Và lúc đẻ đau và đẻ sanh không được mà thành tâm niệm lớn tiếng thì người này sẽ sanh được. Nếu không sanh, nếu mà không sanh được và không thành tâm mà niệm, có nhiều lúc mất cả mẹ lẫn con. Ngài nhắc chỗ này liên tục. Mà nhiều người người ta quên, nghiệp nó che ha, không nhớ, đọc qua rồi bỏ luôn. Cái việc thứ hai của người phụ nữ là lúc lâm chung thì cần phải có Phật A Di Đà để tiếp dẫn. Nhưng cái lúc gặp sản nạn, gặp đau khổ phải cần Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người nói thôi niệm Di Đà luôn cho rồi, chứ cần gì Quan Âm. Không, Ngài kêu mỗi vị có mỗi cái hạnh nguyện. Hạnh nguyện sang sanh đẻ là ở trong 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có nói mà. Cứu sản nạn, nhất tâm định lễ Nam Mô cứu sản nạn khổ mà. Thì người phụ nữ lúc lâm chung thì cần có Phật Di Đà, nhưng lúc sanh đẻ gặp nạn cần Bồ Tát Quan Âm. Tỏ dạy sao làm vậy đi, có kết quả đó. Còn người nam của mình thì không có sanh đẻ phải không? Sanh đẻ thì cũng khổ, vì sanh già bệnh chết, bị người ta đẻ cũng khổ chứ hả? Mình không đẻ, mình gọi là không có được đẻ mà bị đẻ cũng khổ hết. Hai cái dạng đó khổ hết. Sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nhưng không chiêm nghiệm được sự khổ đó. Thương yêu xa lìa khổ, buồn thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xứ thạnh khổ, khổ khổ hội khổ hành khổ, không chiêm nghiệm, cho nên vẫn thờ ơ với cái khổ này và chấp nhận với cái khổ này và chung sống với nó. Rồi chết đi đâu đi cả. Giờ là gì? Ăn uống nhậu nhẹt trai gái, làm điều tội lỗi đi, chết kẻ đến đâu đến.
đó là hàng vô minh si dại, si dại sống như thay thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây thì phần hồn bị đọa lạc. Chỉ sống trong một đời này là 20 năm, 30 năm, 100 năm trở lại, 100 năm hơi hiếm á nha. Nhưng mà gây tạo không biết bao nhiêu là nghiệp xấu ác, vì cái miệng của mình nói láo sược, ăn thịt chúng sanh, tạo không biết bao nhiêu cho sự đau khổ của con người, rồi phải đọa lạc vĩnh kiếp. Thiệt là uổng, thiệt là uổng cho kiếp người. Coi đi ở ngoài thế gian mà không gặp được Phật Pháp, thử coi cái cảnh nó tang thương đến cỡ nào quý vị coi đi. Trời ơi, ngoại tình trai gái, trời ơi coi là cướp giật lương lẹo, trời ơi coi là lừa lọc. Rồi có cha mẹ vợ chồng coi như là sống vì một cái tâm, có phải nói là nó ác còn hơn loài dã thú luôn. Loài dã thú nó bị cái nghiệp chướng là làm bò, nó chỉ đi lo, nó cày, nó trả, nó không có nói được cái tiếng người để nó làm cho con người đau khổ. Còn mình nói ra cho người khác đau khổ mình mới sướng. Chịu nổi không? Đọa lạc như không? Sao dại vậy? Vì sao vậy? Vì vô minh, không người hướng dẫn, không người khơi gợi. Trời, không gặp văn sao, không gặp Phật Pháp thì không biết đời chúng tôi ra răng đây nữa. Ra răng không biết giờ răng sao đây nữa. Coi ống tổ khai thị, lắng nghe kỹ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quan Âm nói: ta đắc Phật tâm chứng nơi rốt ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi loại cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ, cầu vợ là cầu được người vợ hiền, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến từ ngữ, như thế cho đến bao gồm hết thảy đều mong cầu. Cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư? Hãy nên phát tâm tự lợi lợi tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu mà sự tinh thuần của hạnh ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng. Lớn lao hay nhỏ nhoi, cái câu này trong văn sao đơn giản mà Ấn Tổ rút ra từ trong kinh, mà văn phong của ngài nghe vô dễ, dễ hiểu hơn. Chứ còn những cái lúc văn phong trong kinh á, khó hiểu, cô đọng, cô đọng. Giống như một cái chai rửa chén của em quay á, nó mang về nó phải pha ra được 10 chai nhỏ. Bây giờ cái chai rửa chén đó là cái chai đậm đặc, rửa không được. Trong kinh nó đậm đặc quá đi, thì Ấn Tổ dùng cái trí tuệ của ngài để viết ra cái luận của văn sao cho nó pha loãng ra. Hiểu không? Pha loãng ra thì nó dễ xài thôi. Hiểu chỗ này không? Còn nhiều lúc đọc cho trong kinh, nhiều lúc trong kinh Lăng Nghiêm quý vị đọc như vậy là quý vị không hiểu nổi. Ngài thêm một số từ văn phong, ngài nói văn từ của tôi là rất là thấp kém, nhưng cái ý là cổ Phật đó. Ngài khiêm tốn cho văn phong của ngài thì thôi rồi, chữ viết của ngài là phải nói là đẹp cực kỳ, lưu bút của ngài để lại thì thôi cực kỳ là siêu tuyệt. Ngài viết chữ đẹp đến nỗi mà trong một cái chùa đó là cái việc gì cũng bắt ngài viết hết, cũng nhờ ngài viết hết, viết nó nổi con mắt đỏ luôn và không thấy đường luôn á. Cuối cùng gì, vẫn tiếp tục niệm Phật, vẫn tiếp tục viết, mà trong văn sao ngài nói là vẫn đang viết mà vẫn niệm Phật được. Ghê thiệt cái câu Phật hiệu nó xâm nhập sâu quá cỡ, cho nên đang viết mà vẫn niệm Phật được, ghê không? Mình viết hoặc mình đọc cái gì là mình quên niệm Phật liền, đúng không? Ngài đang viết mà vẫn niệm Phật được, ghê thiệt. Thì trong này nói sao, lắng nghe. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói đến Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chứ không phải là Bồ Tát Quan Âm là nhân vật hư cấu tự bịa đặt lên rồi sùng lạy mê tín dị đoan, không phải đâu. Đừng nói vậy, nói bậy sai á. Sự lý phải viên dung, sự tức là mình thành kính niệm lạy tha thiết cúng dường ngài dựng tượng. Lý tức là mình tâm mình sao làm sao phải thông với tâm ngài, không thông được 100% toàn phần thì thông từng phần nhỏ để ngài gia trì từng phần Phải nhớ chỗ này. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: ta đắc Phật tâm, tức là Đức Quan Âm Bồ Tát đã chứng được triệt để chân tâm. Chứng được chứ không phải ngộ nha, chứng được triệt để chân tâm, cho nên có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và ứng hiện vô số lượng thân, có tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Cho nên thành ra ngài đạt được triệt chứng nơi tự tâm rồi. Cái chỗ này là thâm sâu lắm. Bọn phàm phu mình ngộ, triệt ngộ cũng, tiểu ngộ chưa có, đại ngộ chưa có, triệt ngộ cũng chưa có. Mà ngộ thì cách với cái bờ mé của chứng thì xa vời lắm. Nhưng mà ngài đã triệt chứng rồi.
triệt chứng tức là họ đã thành tựu được cái thể tánh, nó đã thành tựu được tột cùng là cổ Phật rồi, cho nên cái sự ứng hiện thần thông ngài là bất khả tư nghị, gọi là triệt chứng tự tâm. Chứng nơi rốt ráo có thể dùng chân bảo, tức là ngài đem những cái công đức mà ngài tu hành được, cái phước báu của ngài tu hành được đó, thì cúng dường cho mười phương Như Lai. Trên là cúng dường cho mười phương Như Lai, dưới là giúp đỡ hộ trì trong chúng sanh lục đạo. Cúng dường mười phương Như Lai là ngài độ sanh, ngài đem công đức này cúng dường, gọi là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Muốn dường mười phương Như Lai là Như Lai cần những người như Bồ Tát Quan Âm và các hàng Bồ Tát, các vị Phật để giúp đỡ chúng sanh vượt khỏi cái sự mê khổ. Cái đó là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Độ thoát chúng sanh là cúng dường chư Phật. Và cái độ thoát của ngài là quá tài, quá tài. Cho nên thành ra cái sự cúng dường ngài viên mãn. Và cúng dường hộ trì hộ độ chúng sanh bằng cách nào? Là niệm đến danh hiệu ta. Niệm đến danh hiệu ta thì người nào chân thành cung kính mà niệm danh hiệu ta thì cầu vợ được vợ. Trong này có ai cầu vợ không? Mấy thầy là không cầu rồi đúng không? Rồi. Nhiều người con cái khi lớn lên đem con gái mình làm mai làm mối với con trai người khác, giao chứng cho ác. Không biết thằng đó ra sao, không có cầu Quan Âm Bồ Tát, thấy nhà nó được nó nói ngon ngọt một chút xíu, rồi gì giao cho nó dắt đi chơi tỉnh này tỉnh nọ, rồi nó xin đi coi xin đê đồ, rồi cuối cùng con cái của mình hư hỏng mới 18-20, sợ nó ế nó hâm đi, hâm mấy tuổi chưa có gia đình sợ ế đi, rồi cuối cùng sao, giao cho người khác làm mai làm mối, chưa đào tạo chưa lo lắng chưa giúp đỡ cho nó trở thành một người bậc mẫu nhi trong chốn khê cát, một người phụ nữ mẫu mực trong chốn khê cát, chưa cho nó học thành hạnh thành hiền, chưa cho nó học trở thành một con người có thể làm mẹ được, rồi giao chứng cho ác, giao cho mấy ông thanh niên trời ơi đất hỡi xì ke ma tí cờ bạc không biết một cái đạo đức gì hết cả, rồi cuộc đời nó khổ đau. Sao không giao cho Bồ Tát Quan Âm? Giao Bồ Tát Quan Âm là tha thiết ngày đêm cầu nguyện gia đình mình có công đức thì những gia đình khác nó tương ưng, nó mới có thể thâm nhập vô gia đình mình được. Thì cầu Bồ Tát Quan Âm thì sẽ gì? Con mình hoặc mình có được vợ hiền. Biết vợ hiền là sao? Vợ hiền là người vợ, là người phụ nữ này công ngôn dung hạnh, hiếu đễ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, chứ không phải là vợ có tiền. Đúng không ạ? Như vậy hôm nay con trai cầu con gái cầu con trai, thì gì? Niệm Quan Âm Bồ Tát, thành tâm cúng dường thì được như tội nguyện. Và gia đình của mình sẽ sống chung thủy đến cuối đời. Cầu Bồ Tát Quan Âm được vợ hiền hoặc được chồng tốt. Vợ hiền hay chồng tốt cũng là một ý này, thì cầu Bồ Tát Quan Âm được. Được. Khi có vợ rồi gì? Phải có con. Nếu mà niệm Quan Âm Bồ Tát mà cầu có con thì người con này sanh ra phải là người con gì? Vừa là thân thể đẹp mà vừa là có được trí tuệ thông minh sáng suốt. Nhưng mà phải đúng cái cách cầu con của Ấn Tổ à. Người muốn cầu con thứ nhất, lấy thấy ba cách, nghe ba cách cầu con nè, chỉ cầu con nha. Thứ nhất là thành tâm niệm cúng dường lễ lại Bồ Tát Quan Âm do cái nguyện của ngài. Ai niệm đến danh hiệu ta, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Cầu BD thì chắc không được, ngài không có nói BD rồi. À, ngài không có nói cầu BD đúng không? BD thì không biết cái dạng gì đấy. Khó chịu vô cùng, BD khó chịu vô cùng, không biết cầu kiểu gì ra. Bán nam bán nữ là không được thọ giới, ngàn cái người này nghiệp nặng ấy. Như vậy cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Do cái công đức niệm danh hiệu mà con người đó cầu được ước thấy. Và khi mà có cái tâm nguyện đó rồi thì Ấn Tổ nói ngoài cái việc mà thành tâm cung kính đảnh lễ cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm á, theo như kinh trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, thì phải tâm người này phải là lợi người lợi vật. Ê, chỗ này quan trọng nè, lợi người lợi vật, thích làm lành, thích giúp đỡ mọi người, thích làm phước, thì cái phước báu này nó có. Rồi cộng lại với gì? Bảo thân tiết dục, người nam phải giữ được cái tinh lực của người nam, không ăn nằm thường xuyên với vợ, để 3 tháng 1 năm tinh lực là tiên thiên đầy đủ, khi chung đụng thì sẽ có con. Nghe tưởng chừng như ngài nói với cái vẻ giống như là phàm tục đúng không? Ngài nói cái đây là cái trong kinh nói muốn cầu có con thì con người nam này trước tinh lực tiên thiên phải là tốt.
Muốn tốt thì không có ăn nằm bừa bãi, phải giữ nó, bảo dưỡng nó. Con tinh trùng đó phải cho nó sống trong con người mình được nuôi dưỡng phải 3 tháng đến 1 năm. Cái cách đó, cái chỗ này quý giá lắm á nghe. Có nhiều lúc quý vị đọc vô quý vị không biết á. Bữa ở dưới cái gì đó Bến Tre, năm cô luôn với năm anh chàng không có con chơi chung với nhau, sợ chơi với mấy người khác có con cho nên mặc cảm quê. Năm người đi lên trên tỉnh thất Quan Âm luôn, năm gia đình choi hỏi hăm mấy ba mấy có hỏi ổ bữa nay sao mấy người trẻ lên chùa mình nhiều dữ ta, cập đi luôn vậy nè, nhiều dữ vậy nè. Kêu lên nhờ thầy một việc, hỏi có việc gì ông nói đi. Kêu tụi con có con, thầy làm sao cho con có con. Tôi trời, thầy biết làm sao cái vụ này. Nói kiểu dùng quê nói ngang á mà. Mấy người học thức người ta nói khác. Người ta nói tụi con sống với nhau ở 5 năm, 3 năm, cái đứa 2 năm không có con. Bây giờ thầy có cái cách gì thầy chỉ cho con. Nói vậy cũng được, nói thầy làm sao cho con có con. Thầy đố mà thầy làm được. Thầy biết ở nào mà làm. Mà mấy cô nói nữa mình mới chết người chứ không. Cái thầy kêu trời ơi, thầy cũng hơi diễu một chút. Thầy kêu trời ơi, thầy tu thì làm sao cô có con được cô. Nói diễu, cuối cùng sao? Thầy nói ba cách cầu con của Ấn Tổ: niệm Quan Âm, thành kính đi, nếu về lạy. Bữa đó cho cái cuốn Ngũ Bách Danh nữa chứ. Rồi bà mới hỏi chừng nào lạy, chừng nào có. Thầy kêu không dám bảo hành, không dám. Trời ơi, lạy 3 tháng mà chưa thành tâm, chưa có, kêu mình nói xạo nữa chứ. Kêu lạy chừng nào có hắn hay. Trời, biết chừng nào có, kêu tin đi. Trời, không tin làm sao mà được. Rồi làm phước làm thiện, rồi ăn chay. Trời, ăn chay là ăn sao? Không biết ăn chay là ăn gì hết mà đi cầu con. Trời ơi, cái ăn chay là ăn rau, không có ăn thịt cá, không ăn loài động vật. Cái trời ơi, cuộc sống phải có thịt thà, trai gái, bia rượu. Thì nói kiểu đó mà ai mà chịu nổi. Ôi, nhìn là biết không biết một chút gì Phật Pháp rồi. Chẳng tin, không biết một chút gì Phật Pháp rồi. Thôi, cầu không được là đáng đời rồi. Đúng không? Muốn cầu thì mình phải có sự hy sinh. Đừng có ăn thịt chúng sanh, bắt chước theo người ta, hướng dẫn đi. Hồi trước giờ mình làm có được gì đâu, ăn thịt chúng sanh, sát hại trai gái, không biết giữ tiên thiên của người nam. Rồi cuối cùng cầu không được, đi lên người ta chỉ cũng không tin. Đúng thiệt là con người khó tin Phật Pháp. Phật Pháp không phải dễ gì tin đâu. Bây giờ mà ngồi lắng nghe như vậy nè, những người trên mạng mà đòi ngồi nghe, mà thích nghe như vậy nè, nghe mà không buồn ngủ thì mới giỏi, không buồn ngủ là dở ẹt nha. Thích nghe như vậy nè, thiện căn là mình đang có vô lượng đời kiếp, trăm ngàn ức kiếp, hôm nay mới gặp mới được nghe đó nha. Chứ còn không là nghe vô nó chán lắm. Nghe cái chuyện cái gì đó kiếm tiền, rồi cái chuyện mà làm ăn đồ thì họ hứng thú, còn cái chuyện tu hành thì nó xa vời, không thực tế, lỗ thời. Giờ người ta bay lên con trăng mà giờ nói chuyện gì ăn chay tu hành, họ không chịu.